Giờ sẵn lên đường rồi, giờ chia sẻ cả nhà luôn. Nãy giờ chạy theo quay cô Hằng, mọi người cũng quay theo tặng hoa tặng bông đồ quá trời luôn cả nhà ơi. Thấy cũng cũng vui, cũng vui, rất là vui. Đợi cả nhà vô số đông đông chút xíu em test lại thông tin đầy đủ. Hồi nãy là phỏng vấn luật sư, cho luật sư nói rồi. Bây giờ coi cái thông tin chính thức trên báo chí đi cho nó đầy đủ rồi rõ ràng. Ai thấy cũng mừng ha. Để em coi coi. Thì nói chung đại khái thì hầu như là tất cả đều được giảm án nha cả nhà, tất cả đều giảm án luôn. Chắc có lẽ là cả nhà cũng cập nhật rồi nha, là để em xem rồi em coi cho nó chính xác cái đi ha. Cái này dường như là không có trúng giờ hay như thế nào mà không thấy ai vô hết trơn. Vậy là mấy ông kia like quá trời like hả? Hồi nãy tính 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 đứng like trên đó nhưng mà chưa kịp like bắt đầu là thấy cô Hằng chạy ra. Cô Hằng chạy ra rồi Nhi Hà Tân rồi chạy ra cho nên là mọi người dí theo. Mình cũng dí theo luôn. Rồi thì cô chú anh chị vô đông đông rồi, bây giờ em chia sẻ lại đọc lại cái bài báo để chúng ta cập nhật cái thông tin cái nha. Rồi em sẽ chia sẻ thêm một số thông tin nữa. Dạ con chào cô Sinh nha, tổng chào cả nhà nha. Rồi em chia sẻ luôn, rồi có gì hồi chia sẻ thêm một số vấn đề ngày hôm nay mắt thấy tai nghe ha cả nhà. Đầu tiên là báo đăng nha, tòa phúc thẩm cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng mặc dù không có kháng cáo nhưng hối hận về hành vi của mình đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường. Hội đồng xét xử giảm cho bà Hằng 3 tháng tù. Đầu tiên là vui cho cô Hằng trước cái đi ha. 3 tháng thì cả nhà hiểu rồi đó. Bà Hằng về trong cái đợt này là hầu như là chắc chắn rồi ha, chắc như bắp rồi. Chắc có lẽ là tới 30 tháng 4 này ai mà theo dõi drama hay ai quý mến Xuân Phương Hằng cũng sẽ đến đó, đến Đại Nam để chúng ta cùng chung vui trong cái ngày trọng đại của đất nước, cũng như là cái ngày trọng đại của Đại Nam ha. Rồi tiếp theo báo Tuổi Trẻ có ghi rất là rõ. Sau một ngày dài xét xử, hơn 18 giờ ngày 4 tháng 4, Hội đồng xét xử phúc thẩm bắt đầu tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Mai Nhi, Thu Hà và Công Tân. Hội đồng xét xử nhận định bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã tổ chức 57 buổi livestream gì đó, nói chung là đụng chạm đến 10 cá nhân ha. Trong đó thầy Quân có hành vi tham gia tương tác trong 11 buổi livestream, có một buổi là nói về thầy Hoài Linh, tính nói thầy Linh chứ. Rồi các bị cáo Nhi Hà Tân đã chuẩn bị máy móc sân khấu các buổi livestream. Rồi hội đồng xét xử đánh giá ông Quân có vai trò giúp sức tích cực, còn các bị cáo Nhi Hà Tân có vai trò hạn chế hơn. Hành vi của các bị cáo làm náo loạn mạng xã hội, náo loạn mạng xã hội ha. Cái này thì thông tin quen rồi. Các bị cáo Nhi Hà Tân có nộp lại 2 triệu đồng. Bị cáo Quân tại tòa phúc thẩm thừa nhận hành vi tỏ ra ăn năn hối hận, tác động gia đình nộp tiền bồi thường. Đây là được xem là tình tiết mới. Rõ ràng hồi nãy mình có nhận định y chang luôn, tại vì có mấy cái vụ án rồi mình theo rồi là cứ khắc phục hậu quả rồi đóng án phí rồi nói chung là hoàn thành nghĩa vụ về tài chính hành chính á, là sẽ được xem xét. Mà hồi nãy cái ông bên viện kiểm sát không chịu, nhưng mà rõ ràng hội đồng xét xử người ta xem xét ha. Rồi đối với bà Nguyễn Phương Hằng, mặc dù không có kháng cáo nhưng bị cáo đã rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường, do đó có cơ sở giảm nhẹ cho bị cáo. Theo hồ sơ vụ án gì đó hen, tháng 3 cái như này thôi cho qua đi, mình quan trọng cái phần kết án đi cả nhà. Rồi đối với kháng cáo của bà Lan, bà Đặng Thị Hằng Ni, hội đồng xét xử cho rằng tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức cá nhân là có cơ sở, cho nên không cấp chấp nhận kháng cáo của những người liên quan. Trời ơi, bởi vì hồi nãy mấy anh em á là sau khi mà gặp cô Hằng ở ngoài, chạy theo cô Hằng một đoạn là tính đi tìm cái Đinh Lan về chưa, tại vì á cả nhà biết hồi sáng á thì Đinh Lan vào vào tòa với cái cổng số 5 và cái xe của luật sư á đậu kế bên xe mình. Sau khi trưa ông luật sư ông vô ông ngủ giấc xong ông chạy xe vô tòa luôn. Có lẽ là khi mà Đinh Lan gây náo loạn trước cửa tòa buổi trưa đó, cho nên là mấy ông đó cho ông luật sư ông đem xe vô để rước Đinh Lan về, cho nên là ông luật sư ông chạy vô tòa, mà cuối cùng là cái xe chạy vô tòa đậu bên cổng số 2 luôn, cho nên là cũng không biết đường đâu mà lần cả nha. Rồi có thể là đi vòng vòng ra cửa số 2 cũng được, số 4, số 5 gì cửa nào cũng ra được hết. Trong khi á thì nào giờ mọi người cứ nghĩ là một á là sẽ vô ra cổng số 2, hai là cổng số 5, cuối cùng thì canh me dính được cổng số 5, còn cái cổng kia không biết đường. Cho nên là giờ này thì cũng còn người đi chạy vòng vòng xem cái cuối cùng là Đinh Lan đã về chưa. Gặp Đinh Lan để hỏi một câu thôi, Đinh Lan hẹn người ta ngày 4 tháng 4 ngay trước cổng tòa, mà Lan toàn là Lan trốn, Lan chạy, Lan né không à. Rồi bây giờ quan trọng là cái bản án nè,
cái bản án mà Lan nói là bà Hằng đi tù chung thân, còn nếu không là Lan đi đầu xuống đất. Vậy thì cuối cùng bây giờ bà Hằng được giảm án nữa thì Lan đi đầu chưa? À, mình chỉ hỏi một câu thôi cả nhà, mình không cần hỏi gì nhiều, hỏi một câu thôi, cuối cùng Lan đi đầu xuống đất chưa? Đơn giản vậy thôi. Mà giờ Lan trốn mất tiêu, chắc chút xíu Lan về sẽ Lan sẽ làm clip, còn ấy thì mình cũng tìm cách liên lạc với Lan coi tình hình sao. Chứ hồi trưa thấy Lan đi ra định là kiếm cơm ăn, mà Lan chót chát cái kiểu gì đó làm cho cộng đồng mạng ấy, làm cho mọi người dân người ta bức xúc quá, người ta nói này nói kia, Lan cuối cùng phải chạy ngược trở vô tòa, thành ra là không có cơm ăn. Lan còn cằn nhằn mấy cán bộ chiến sĩ công an nữa, nói là mấy anh công an nói là thôi giờ vô ăn cơm đi, đừng cứ đi ra ngoài đó. Cái Lan nói cơm đâu ăn. Kiểu như là đi ra kiếm ăn nhưng mà bị người ta dí quá, cho nên là phải đi ngược chứ vô xong cuối cùng là người ta chuẩn bị cơm nước ở trên lầu năm gì đó. Mà mình thấy thấy ông luật sư của Đinh Lan á, đi ra mua hay là đem vô một cái bịch bánh bông lan, thấy cũng tội lắm cả nhà, thấy cũng tội. Cho nên là mình cũng chị Loan chỉ vô chỉ lấy cho hai chai nước để thôi ăn bánh bông lan sợ mắc nghẹn. Bởi vì nói chung là ai cũng đoán được cái kết quả này mà, đoán được kết quả. Rồi cuối cùng rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến cái vụ của Đinh Lan mà im ru hết cả nhà. Giờ cuối cùng là Đinh Lan nói là bà Hằng phải đi tù chung thân, không thôi là Đinh Lan đi đầu xuống đất nè. Đinh Lan nói là phiên tòa phúc thẩm này sẽ hủy án nè, rồi tăng án nè, rồi khởi tố thêm đồng phạm nè, rồi bắt trùm cuối nè. Quá trời nhiều thứ luôn. Rồi cuối cùng giờ sao trời? Tự nhiên mình đọc tới đây cái mình muốn dừng lại luôn chứ. Dừng lại luôn. Nhưng mà thôi. Giờ cái chuyện đó chia sẻ sau ha. Rồi bây giờ đối với Đinh Lan và Hằng Ni ha, hội đồng xét xử cho rằng là tòa cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội 331, cho nên là không chấp nhận kháng cáo của những người có liên quan. Đối với đơn tố cáo của ông Nguyễn Quang Tuấn về việc ông Huỳnh Quy Dũng có đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng hay không thì bản án sơ thẩm đã kiến nghị rồi. Từ đó hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Đây là cái bản án cuối cùng mà tòa đã vừa tuyên ha, là giảm án cho tất cả các bị cáo. Theo đó thì hội đồng xét xử phúc thẩm đã giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng xuống còn 2 năm 9 tháng tù, tức là giảm 3 tháng cả nhà. Vậy thì chúng ta hiểu rồi, hiểu là cái thời điểm mà Xuân Phương Hằng sẽ về là đợt nào rồi ha. Giảm 3 tháng so với mức án sơ thẩm. Ngoài ra, hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét giảm án cho ông Đặng Anh Quân xuống còn 2 năm tù, tức là giảm 6 tháng. Giảm án cho Mai Nhi, Thu Hà, Công Tân xuống còn 1 năm tù. Trước đó, xử sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt bà Hằng 3 năm, thầy Quân 2 năm 6 tháng và ba người trợ lý 1 năm 6 tháng. Ở đây thì mình thấy có một cái thông tin cũng đượm buồn, đó là ba người trợ lý thì không được hưởng án treo. Ở đây thì người ta ghi là còn 1 năm tù. Báo ghi vậy nghe nha. Hồi nãy thì mình cũng nghe luật sư nói rồi, mình có up một cái đoạn video ngắn lên trên cái kênh chính á, video clip short á cả nha. Thì chỗ này thấy cũng buồn buồn cả nha. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng thấy có một số thông tin tích cực. Hầu như là tất cả đều giảm án ha. Với lại á, có một cái thông tin mà cực kỳ hữu ích, mình phải chia sẻ thôi. Phải chia sẻ chỗ này để coi như là nhắn gửi Đinh Lan ha. Đinh Lan, đây. Thì báo Tuổi Trẻ có ghi rõ nè, là cái dẫn lại cái lời của Xuân Phương Hằng, là được hỏi ý kiến về việc yêu cầu bồi thường của bà Đinh Thị Lan. Tức là Đinh Lan hôm nay đến tòa là yêu cầu bà Hằng bồi thường trên 3 tỷ. Hôm trước thì lên trên mạng nói là chỉ yêu cầu bồi thường 2 tỷ 9 mấy thôi. Bây giờ là yêu cầu bồi thường trên 3 tỷ. Không biết trên 3 tỷ là bao nhiêu, không biết 3 tỷ 1 hay là 3 tỷ 9. Nhưng mà đại khái là báo chí đăng tải nói là Đinh Lan yêu cầu bà Hằng bồi thường là trên 3 tỷ. Thì khi mà bà Hằng được hỏi về chuyện này đó, thì bà Hằng nói rằng á, là tại phiên tòa sơ thẩm bà Lan cũng đã yêu cầu bồi thường. Vậy chứng tỏ rằng cái phiên tòa sơ thẩm cũng bồi thường yêu cầu rồi. Vậy mà né ha, yêu cầu bồi thường nhưng mà bên tòa án người ta chấp nhận là 10 tháng lương thôi. Đây bà Hằng nói nè, là tại phiên sơ thẩm bà Lan yêu cầu bồi thường, tòa tuyên thế nào thì bị cáo chấp nhận thế đó. Bị cáo không đôi co về vấn đề tiền bạc. Nếu phiên tòa bị cáo kiện bà Đinh Lan thì không biết bà Lan sẽ bồi thường cho bị cáo bao nhiêu, mà tại phiên tòa hôm nay bà Lan ra sức thách thức. Đây, cái chỗ này là cái điểm nhấn cả nhà, đúng không? Siêu Phương Hằng nói rõ ràng nè, nếu phiên tòa bị cáo kiện bà Lan, tới đây, sắp tới đây sẽ có phiên tòa của Xuân Phương Hằng kiện bà Lan nè. Lan chuẩn bị nha, Lan chuẩn bị tinh thần nha. Ở đây nói rất rõ, bà Hằng phát biểu mà. Để mình đọc lại toàn bộ, đồng bộ luôn cho cả nhà nắm cái ha. Là tại phiên sơ thẩm thì bà Lan cũng đã yêu cầu bồi thường, tòa tuyên thế nào thì bị cáo chấp hành thế đó. Bị cáo không đôi co về vấn đề tiền bạc. Nếu phiên tòa bị cáo kiện bà Đinh Lan thì không biết bà Đinh Lan sẽ bồi thường cho bị cáo bao nhiêu, mà tại phiên tòa này, tại phiên tòa hôm nay, bà Lan ra sức thách thức
Đó, thách thức hả cưng, thách thức nha. Đây là mình thấy là cái điểm nhấn mà tốt nhất mà rất là nhiều người đồng tình, rất rất là nhiều người chờ đợi trong ngày hôm nay luôn cả nhà. Đó là một số thông tin liên quan đến báo chí cũng như là cái phát biểu chất như nước cất của Xuân Phương Hằng ha. Rồi bây giờ mình điểm lại thêm chút xíu về cái phiên tòa hôm nay đi. Sẵn livestream thì chia sẻ cả nhà luôn. Đầu tiên á là chúng ta thấy đầu giờ 9 giờ Xuân Phương Hằng xuất hiện trong cái hình ảnh xinh lung linh, thì đây rõ ràng là cái cú tát đã rất đau dành cho những cái người mà không thích Xuân Phương Hằng, hay nói thẳng ra là Đinh Lan và đồng bọn. Bởi vì cả nhà cũng biết rồi, đúng không? Mà bên phía Mộc rồi rất là nhiều người bảo là họ trông chờ từng ngày đến ngày này để được thấy Xuân Phương Hằng mặc áo sọc rồi bị còng tay rồi hình ảnh là phải cỡ hàng ni trở xuống đó. Đại khái là như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Hoàng xinh còn hơn, đẹp còn hơn cái đợt cái phiên tòa sơ thẩm nữa, thì rõ ràng họ hụt hẫng, họ kêu bằng tuột cảm xúc luôn. Sau khi mà đăng cái hình đó là mình thấy Mộc nó hết lên tiếng luôn đó nha. Nó nhịn luôn, nó bị bằng là bị bó bó miệng luôn rồi. Tại vì nó trông chờ bà Hằng trong hình ảnh xấu xí, mà không ngờ bà Hằng quá đẹp, đẹp đẹp hơn thần tượng của nó nhiều. Cho nên là cái việc mà đầu tiên là chúng ta thấy cái ấn tượng ngày hôm nay là Xuân Phương Hằng xuất hiện rất là đẹp, và hầu như ai cũng cảm thấy rằng vừa bụng, vừa bụng vừa lòng với cái thần thái, với cái sắc diện và với cái coi như là nó toàn bộ. Là khi mà Xuân Phương Hằng xuất hiện là không chê vào đâu được ha, với cái phong thái rất là tự tin như ngày nào. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là cái điểm nhấn, mà điểm nhấn cũng không không kém phần quan trọng ngày hôm nay, đó là cái sự hổ báo của Đinh Lan. Ngoài cái việc là Đinh Lan cố gắng quyết tâm đòi bà Hằng được 3 tỷ cho bằng được, thì Đinh Lan còn rất là hổ báo. Cổ đi ra ăn cơm thôi, cổ thấy người ta rất đông ở ngoài đó, mà cổ nói lại là đây là tội ác của bà Hằng. Trong khi cả nhà thấy những cái người dân, những cái người bình thường, không phải là YouTuber, không phải là TikToker, chỉ là người dân thôi, họ đến phiên tòa để họ trông chờ, họ thấy Xuân Phương Hằng và họ mong được rằng tất cả những người này được giảm án. Họ mong trời cầu cái điều đó, chứ không phải là họ đến đây để họ gây rối hay là họ làm cái gì mà lại nói là tội ác của bà Hằng. Trong khi nếu như thật sự những người này có gây cái gì mà ác độc á, thì là do họ, chứ chẳng liên quan gì tới bà Hằng. Người ta đến đó người ta chỉ tiếp thêm cái kêu bằng là tiếp lửa cho bà Hằng đó, để cho bà Hằng thấy rằng là ở ngoài đây vẫn còn hàng triệu người vẫn quý mến Xuân Phương Hằng như ngày nào, bởi vì tất cả những giá trị tốt đẹp mà Xuân Phương Hằng đã mang lại cho cuộc đời này, cho nên người ta quý mến cái chuyện đó. Vậy đó mà Đinh Lan xách điện thoại ra tưng 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 quay, quay cho cả nước biết là và cái tội ác của bà Hằng này kia. Nói những câu chót chét đó làm sao mà người ta không bức xúc cơ nha, trong khi người ta đang rất là quý mến Xuân Phương Hằng mà đi ra chót chét kiểu đó, nó không tán vô mặt là may rồi. Cho nên là sụt 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 vô, mấy chiến sĩ công an là nó vô đi, vô ăn cơm đi. Lôi đầu ra đó làm chi cho nó quýnh bòm đầu. Bắt đầu đi vô cũng cũng cự nữ nha, nói mấy anh bảo vệ người dân mà mấy anh để cho người ta làm nhục tôi vậy hả? Cả nhà cái xem cái clip lại đi, thấy được cũng khá là bức xúc. Nhưng mà thôi, để cho cái phiên tòa diễn ra suôn sẻ, mọi người cũng rất là bình tĩnh nha cả nhà, cũng không có gì, chỉ là bức xúc rồi la làm một vài tiếng lớn tiếng thôi, chứ cũng không có làm gì quá đáng. Nhưng mà chúng ta thấy được cái sự hổ báo của Đinh Lan vẫn vẫn như ngày nào. Giống như là đã đi đòi tiền mà đến nhà ta rồi đạp cửa rồi này kia, mặc dù có cán bộ chiến sĩ công an đó, và hôm nay cũng y vậy. Có làm như có công an đứng trong cửa tòa thấy là ngoài kia không làm gì được, cho nên là cũng hổ báo ha, la làng la lối. Cho nên là chúng ta thấy cái điểm nhấn thứ hai, cái thứ nhất là bà Hằng xinh lung linh làm cho những cái người bên kia dở khóc dở cười, chắc là ăn cơm không vô luôn. Cái thứ hai nữa là Đinh Lan vẫn hổ báo như ngày nào ha. Rồi cái thêm thứ ba nữa đó thì nó cũng liên quan đến cái chuyện mà mọi người ủng hộ Xuân Phương Hằng đó, thì cả nhà thấy một cái cụm từ đơn giản nhất thôi, đó là lòng dân. Mình nhớ là Xuân Phương Hằng đã từng nói một câu á, không cần phải đưa ra tòa, không cần phải xét xử sơ thẩm phúc thẩm gì hết, mà chỉ cần nhìn thấy cái bản án, mà bản án lòng dân đó là người dân người ta đồng tình ủng hộ như thế nào là chúng ta biết rồi. Thí dụ như cái trường hợp của một vài ca nghệ sĩ mà liên quan đến vấn đề từ thiện Xuân Phương Hằng nhắc tên á, thì có rất là nhiều người nói rằng là bộ công an người ta kết luận rồi, tụi mày vẫn còn vu khống này kia cái nọ. Cái đó thì mình không có nói, tại vì cơ quan chức năng người ta có nghiệp vụ, người ta vô người ta làm việc rồi, nhưng mà cái góc nhìn của người dân á, người ta nhìn như thế nào là cái quyền của người ta, đúng không? Và quan trọng á, là người ta thấy cái gì cho nên người ta mới đi đến cái quyết định đó. Cho nên á là chúng ta thấy hầu như là tất cả những cái người mà đã từng theo dõi drama, người ta quý mến Xuân Phương Hằng là quý mến chỗ đó đó, quý mến cái chỗ mà Xuân Phương Hằng làm cho người ta tin tưởng vào những cái góc khuất mà Xuân Phương Hằng đã lôi ra. Cho nên là thật sự hôm nay cái bản án kết thúc như thế nào chăng nữa đó, thì cái bản án lòng dân là một cái sự chiến thắng rất lớn cho Xuân Phương Hằng. Đó là cái điểm nhấn thứ ba mà mình thấy hôm nay cái phiên tòa đã diễn ra ha.
Rồi thêm cái thứ tư nữa cả nhà, là cái vụ việc của thầy Quân á, cái coi như là những cái lời phát biểu của thầy Quân á, mình thấy viện kiểm sát rồi tòa án ở bên hội đồng xét xử á, hay xoáy sâu vào một cái trọng tâm, một cái vấn đề mà người ta nói rằng là thầy Quân á, tham gia những buổi livestream của Xuân Phương Hằng á, có phải vì cái mục đích là tiền bạc hay không? Nói đại khái là vậy, mà kể cả thầy Quân rồi kể cả bên phía Xuân Phương Hằng á, nói là thầy Quân livestream là khi mà được mời thì lên chia sẻ về kiến thức pháp luật chứ không có nhận tiền. Nhưng mà người ta luôn hướng vào cái chỗ á, là thầy Quân livestream như vậy á, là có vì mục đích là kiếm tiền hay không. Nhưng mà nếu mà bàn về cái chuyện mà thầy Quân có kiếm tiền hay không á, thì không có cái gì bằng chứng á. Ví dụ như bàn thuê mướn hay là gửi tiền gửi bạc gì cũng phải có bằng chứng. Nhưng mà có một cái sự việc á, là nếu mà nói về tiền bạc á, là phải nói về Hằng Ni Văn Sĩ. Rõ ràng hai người đó cái động cơ của họ là vì tiền. Họ lên mạng này họ kiếm chuyện, họ cà khịa Xuân Phương Hằng, hay là họ nói về bí mật đời tư người ta là kiếm tiền. Họ kiếm tiền bằng Facebook, kiếm bằng tiền bằng YouTube. Cho nên á, nếu mà nói thầy Quân cứ xoáy sâu vào cái chuyện là có kiếm tiền hay không thì phải nhìn lại Hằng Nghị Văn Sĩ. Bởi vì rõ ràng hai người đó làm YouTuber, họ là YouTuber, họ là Facebooker, họ kiếm tiền trên cái con đường đó. Cho nên họ lợi dụng câu chuyện của Xuân Phương Hằng, phải gọi là những cái người đó mới là đi kiếm tiền trục lợi trên cái drama này ha. Rồi thì đó là một số thông tin. Với lại chiều nay mình thấy thấy thầy Quân xuất hiện trong phiên tòa, mà cái tình trạng sức khỏe của thầy Quân thấy ra thấy cũng cũng buồn buồn hết cả nhà, cũng buồn buồn. Nhưng mà thôi đi, thì dù gì thì có cái bản án nó giảm án vậy cũng mừng rồi cả nhà. Một số cái thông tin xung quanh phiên tòa hôm nay á, thì mình ấn tượng nhất á, là mọi người đợi chờ đến nước cuối cùng luôn. Theo mình nghĩ là nếu như mà phiên tòa không kết thúc đến thời điểm này á, mà kết thúc vào 9-10 giờ giống như cái vụ bồng lai, thì chắc chắn mọi người cũng sẽ chờ đợi. Bởi vì người ta chờ để thấy Xuân Phương Hằng, chờ để thấy cái thần thái như là buổi sáng nay ha. Dạ rồi thì đó là một số thông tin chia sẻ cả nhà. Tính nói ngắn gọn thôi nhưng mà cũng nói cũng dông dài rồi. Để cô chú anh chị mình nghỉ ngơi thì em cũng tranh thủ để về đây. Chứ hồi sáng là mới có 2 giờ rưỡi là đi á, chạy lên tới trên đây là 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi bây giờ mà nếu mà chạy về dưới nữa chắc cũng ngót nghét 12 giờ cả nhà. Bởi vì giờ đây em thấy kẹt xe nè, cho nên là sẵn đây ghé lại livestream chia sẻ cả nhà chút xíu rồi sẽ tiếp tục lên đường. Dạ. Rồi em chào chị Trang Trần nha, chào Văn Hùng Lê. Công lý có thể đến chậm nhưng công lý không bao giờ vắng mặt. Dạ đúng rồi, bây giờ chúng ta biết chắc chắn rằng cái vụ việc của Xuân Phương Hằng đã khép lại và sẽ tới màn 2 cảnh 2. Bởi vì rõ ràng Xuân Phương Hằng đã trả lời rất là chính xác trong phiên tòa, một cái câu phát biểu nó đáng đồng tiền bát gạo là đợi tới Đinh Lan đi rồi Đinh Lan sẽ thấy cái cảnh, hiểu không? Rồi chào Khương Tử Nha, CEO Đại Nam Văn Hiến. Siêu Đại Nam Văn Hiến giảm 6 tháng hả? Giảm 3 tháng hả? Rồi, chào chị Quế Phong nha. Chào Nguyên Huệ nha. Chào Phạm Trang. Chào Trung Dương. Chào chị Loan nha. Chị Loan về tới nhà rồi hả? Chào chị Roy Quỳnh là Roy không nè. Chào Lê Trang uống tóc. Rồi, chào Lê Trang nhiều. Chào anh Đạo Phong nha. Trời ơi, lâu quá không thấy anh Đạo Phong. Rồi, chào Hiểu Nguyễn nha. Chào Văn Quang Trần. Chào anh Quốc Lộc nha, chào Sang Bùi, chào Hưng Nguyễn. Hồi sáng giờ cả nhà em nhận quá trời tin nhắn luôn, tại vì bỏ cái điện thoại đây rồi đi lên kia tại cập nhật, lo xem không. Hồi về tới lúc mà mở điện thoại ra quá trời tin nhắn cả nhà, không cảm nha, em không có trả lời kịp. Có gì ngày mai em coi rồi em trả lời lại, cô chú anh chị thông cảm nha. Chào anh Tâm Hàng nha, chào Thanh Đoàn, chào Vũ Đăng, chào Thu Đào nha, chào Cựu Binh KBC, chào cô Minh Chi nè. Chào Kích Vân, chào Ngọc Linh, chào Ngao Nguyễn, chào Kim Thủy, chào cô Kim Thủy nha. Rồi thôi thì em chỉ chào một số cô chú anh chị vậy thôi nha. Dạ chào, cảm ơn Thảo Dương Phương nha. Em sẽ tiếp tục cuộc hành trình, có gì giao lưu cả nhà vào ngày mai ha. Bây giờ em phải rửa mặt rửa mày xong rồi chạy về, còn một đoạn đường rất là xa. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp ở Đại Nam là chắc ăn luôn đó cả nhà. Rồi chào tạm biệt, em xin xuống live đây. Xuống chỗ nào đây?